Sang xin chào mọi người. Hiện tại thì mình đang có mặt ở trên con đường Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn. Và trong hành trình tối hôm nay, mình sẽ đi đến các nhà thờ để review không khí Giáng sinh năm nay cho mọi người xem. Và đầu tiên, chắc có lẽ là mình đến nhà thờ Chánh Tòa Quy Nhơn trước. À, nhà thờ này tọa lạc ở số 122 trên con đường Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn. Thì Sang cũng xin nói thêm một chút. Thì nhà thờ này bắt đầu xây dựng vào ngày 1 tháng 10 năm 1938, và đến ngày 10 tháng 12 năm 1939 là hoàn thành. Và lấy tước hiệu là Đức Mẹ Măng Coi, tức là một danh hiệu của Đức Trinh Nữ Maria. Trước nhà thờ đây có một cái khoảng sân rất là rộng mọi người. Thì xung quanh đây có những cây là người ta treo những dàn đèn LED, nhìn cũng rất là đẹp mắt. Và phía bên kia là hai cây thông Noel. Hai cây thông Noel nhưng mà làm dạng đèn led rất là đẹp mắt nha mọi người. Bây giờ thời tiết tối hôm nay mưa là cũng khá nhiều. Nên mọi người dân đến đây cũng không có đông lắm, nhưng mà không khí nơi đây cũng vẫn rất là vui. Đó mọi người thấy không? Đây. Mọi người chia nhau dùng những ô dù này để mà đi dạo nơi này và thưởng thức cái không khí Giáng sinh nơi đây. Đó. Và trước mặt mình kia là một chắc có lẽ là một đôi bàn tay của Chúa, theo mình nghĩ là như vậy, rất là to nha. Và nhà thờ này có một ngọn tháp rất là nhọn và cao, nên dân dân trong vùng hay gọi là nhà thờ nhọn. Đó, phía sân nhà thờ này cũng rất là đông vui nhộn nhịp mọi người. À, phía sau này vẫn có một cái hang đá nữa. Thì nói đến cái hang đá này, Sang cũng xin nói thêm một chút để mọi người có cái nhìn sâu sắc hơn về nguồn gốc và ý nghĩa của hang đá này. Thì vào tháng 12 năm 1223, thì còn đúng 2 tuần nữa là đến dịp đại lễ Giáng sinh, thì Thánh Francisco từ Roma trở về làng ASCC là quê hương của Ngài. Thì khi Ngài đi vào vùng El Rascio, là một thị trấn nhỏ của nước Ý, và Ngài gặp được một người thầy tập sinh tên là Gioan, và Ngài ngỏ lời rằng: ta muốn cử hành lễ Giáng sinh để suy tôn việc Chúa ra đời ở Bethlehem, nhưng mà để thể hiện nỗi khổ đau và cơ cực của Chúa lúc còn nhỏ, ta xin con hãy làm một cái hang đá y như thật, có cỏ khô, rồi con dẫn một con lừa và một con bò vào để giống với thời khắc năm xưa, tức là khi Chúa sinh ra thì đã có con vật, mấy hai con vật này đứng hầu cạnh người của người. Và kể từ máng cỏ đầu tiên tại El Rascio, thì hàng năm khắp nơi trên thế giới, nhà nhà và các giáo xứ
bắt đầu làm hang đá và cây thông Noel vào mỗi dịp đại lễ Giáng sinh. Bây giờ sang xin qua bên hông của nhà thờ để có gì quay cho mọi người xem nha. Thì bên này có dãy nhà 3 tầng mọi người. Thì nơi này là nơi ăn ở và sinh hoạt của các vị linh mục. Không khí nơi đây cũng rất là vui vẻ và nhộn nhịp. Ồ, ngoài trời vẫn mưa nặng hạt. Thời tiết tốt hôm nay mưa rất là nhiều mọi người. Nên mọi người và người dân đến đây cũng không có cái đông lắm. À, đây là vườn nho của Chúa đây. Nhìn ở trong rất là đẹp mắt nha. Đây là một cái giếng nước có cái rìu có cái vùng quay. À, bên đây có bán luôn nha, cái giá tiêu phẩm đây là 800.000. À, cái hang đá thu nhỏ nhìn rất là đẹp mọi người. Bên đây nữa cả hành lang đây 1.000.000. Rất là vui. À, bên đây giá tiêu phẩm này 350k. Cái thau Noel tuyết. Trên cái hành lang này, thì trong này người ta vẫn bán những cái đồ ăn. Rồi nói chung là cơ bản mấy đồ ăn vặt cho mấy lớp trẻ đó mọi người. Nước uống, nước ngọt. Các món nhìn mà rất là đẹp nha. Rất là ngon. Không khí nơi đây cũng rất là ấm cúng và nhộn nhịp. Thấy đồ ăn sao có cảm giác muốn ăn mọi người. Bây giờ ho đói bụng. Thì lúc nãy Sang có hỏi và xin phép bốn đạo trong nhà thờ. Thì 9:30 là bắt đầu làm lễ. Bây giờ Sang sẽ vào trong quay cái không gian bên trong nhà thờ cho mọi người xem nha. Chúa bên nơi đức Chúa cha, xin thương xót.
Thì trên hành trình tối nay mình sẽ ghé vào giáo xứ Hòa Ninh một chút mọi người để cái gì quay cho thêm cho mọi người xem nha. Không gian nơi nơi có những người ta làm những đồi cỏ rêu nhìn rất là đẹp nha mọi người. Đây là những đồi người ta bố trí làm những đồi có nhiều cỏ xanh, cây hoa này. Nhìn cũng rất là đẹp mắt. Cái hang đá này ở nhà thờ này một chút cho mọi người xem. Đây trang trí cũng khá là đẹp. Trước mặt giáo xứ Hòa Ninh đây là phố ẩm thực mọi người. Bây giờ mình ghé qua phố ẩm thực ăn gì chút thôi, giờ đói bụng quá. Đấy, ở đây bán đủ thứ cái loại nem chả rồi rượu đồ, đủ cái loại rất là đa dạng phong phú. Ở đây là cái gian hàng mực khô, nem chả, đây là rượu nếp. Em coi đi vòng vòng thứ có cái món gì em chút cho mai giờ cũng đói bụng rồi. Nó bán gì hả chị? Bánh canh thì bún phở bánh canh. Bên kia là cơm gà, cơm chiên, thập cẩm. Thôi chích vào đây làm tô phở cá rồi mọi người. Có phở cá không anh? Cho tô phở cá đi. Một cuốn cá. Cá với điều chung không hay là cá không? Cá không. Cá không. Nó yêu không? Không, mai đi mình không có yêu. Cô đơn, đang cô đơn. Mà mọi người ăn bún cá nha. Anh nhớ như mai đói bụng quá. Ngon. Mà ăn đi một vòng nó đói bụng. Thank you.
Hôm qua giờ ngoài trời mưa lạnh mọi người. Giờ vô quán là một chút bún, nước ấm ấm, rất là dễ chịu. Thời tiết ngày nay mưa rất là nhiều, mưa suốt cả ngày từ sáng tới tối luôn.